Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh bếp nhà Selene Darkov. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một món nem có hình tam giác có tên gọi là samosa. Món này thì xuất phát từ Ấn Độ, với nhân thì thường là thịt trộn với lại rau củ, và phần vỏ bánh thì được làm từ vỏ bột mì. Món này thì chiên lên ăn rất là giòn và nhân cũng khá là ngon. Nếu như mà các bạn có thích món này thì nhớ vào bếp và theo dõi cách làm của mình nhé. Nguyên liệu để trộn nhân của món này thì mình sẽ sử dụng là 350g thịt bò, một củ cà rốt nhỏ, 3 củ hành tím. Ở đây thì người ta sử dụng là hành tây, nhưng mà nhà mình hết hành tây nên là mình sẽ sử dụng hành tím để thay thế, và một chén nhỏ đậu Hà Lan. Bây giờ thì mình sẽ đi cắt nhỏ hành tím. Hành tím thì mình sẽ cắt thành hạt lựu. Cà rốt thì mình cũng sẽ cắt tương tự. Đầu tiên thì mình sẽ cắt thành những cái sợi dài, sau đó thì mình cắt thành những cái hạt lựu nhỏ như vậy là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem phần nhân đi xào, cho dầu ăn vào trong chảo nóng. Tiếp theo thì mình sẽ cho hành tím vào xào trước. Mình đảo đều cho đến khi nào mà hành tím của mình trở nên trong là được. Tiếp theo thì mình cho cà rốt vào xào cho đến khi nào cà rốt bắt đầu chín là được rồi. Bình thường thì mình chỉ xào cà rốt khoảng 1 phút là được. Bây giờ thì mình sẽ cho thịt bò với lại đậu Hà Lan vào xào chung luôn. Bây giờ thì mình sẽ nêm nếm cho phần nhân. Ở đây thì mình sẽ cho 2 muỗng cà phê bột cà ri, 1 muỗng cà phê bột nêm. Mình cũng sẽ cho thêm 1 muỗng ớt bột paprika cho thơm. Mình cũng sẽ cho thêm 1 muỗng cà phê bột gừng và 1 muỗng cà phê bột thì là cumin, để cho món nhân của mình thơm ngon hơn. Cuối cùng thì mình sẽ cho thêm xíu muối, tiêu và rắc thêm 1 muỗng cà phê nước tương. Mọi người nhớ nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhé. Như vậy là nhân của mình đã xong rồi. Chờ cho nhân nguội một xíu thì bây giờ mình sẽ đi gói cái phần nhân này. Ở đây thì mình sử dụng là bánh chén từ bột mì. Nó được gọi là phơi the brick. Ở Việt Nam thì các bạn có thể sử dụng là vỏ bánh chén bía gói cũng được nha. Cái vỏ bánh này thì nó có khá là nhiều giấy để bảo vệ từng lớp, nên là mình phải lột cái vỏ này ra. Với lượng nhân như vậy thì mình sẽ gói được khoảng 20 cái bánh samosa. Và cái vỏ bánh của mình cũng khá là to, nên là mình sẽ cắt cái vỏ bánh này ra làm đôi để dễ gói. Cách gói samosa thì cũng khá là dễ. Đầu tiên thì mình sẽ gấp đôi cái phần vỏ bánh này lại, sau đó thì mình sẽ gấp mép hình tam giác. Ở đây thì mình sẽ gấp cái mép hình thành hình tam giác, sau đó thì nó giống như là một cái túi để mình nhét nhân vào. Sau khi mà cho nhân vào bánh rồi thì bây giờ mình chỉ việc là lấy cái phần vỏ bánh, mình cuộn quanh những cái góc cạnh của hình tam giác này. Phần vỏ bánh còn thừa lúc cuối cùng thì các bạn có thể là nhét vào phần cạnh của bánh. Nếu như mà các bạn không có thể nhét vào cạnh của bánh giống như mình thì các bạn có thể là hòa với lại một ít bột mì cùng với nước. Sau đó thì mình quết lên phần vỏ bánh để cho vỏ bánh của mình dính lại với nhau. Chiếc bánh samosa của mình đã xong rồi nè mọi người. Nhìn cũng khá là dễ thương và gói cũng không hề khó. Đây là phần bánh mà mình đã gói được của ngày hôm nay. Thì các bạn có thể đem bánh này đi chiên luôn. Tuy nhiên là mình không có thích chiên, mà mình thích bỏ vào nồi chiên không dầu. Do đó thì mình sẽ quét một ít dầu ăn lên phần vỏ bánh. Tiếp theo thì mình sẽ xét nướng ở nhiệt độ là 180 độ từ 5 cho đến 6 phút nha mọi người. Samosa của mình đã chiên xong rồi, là rất là nhanh và rất là tiện luôn. Các bạn nhìn thấy là vỏ bánh thì nó vàng rụm luôn. Thật ra thì phần nhân của mình đã được xào chín rồi, nên là mình cũng không có cần nướng lâu. Mình nướng chủ yếu là để cho phần vỏ bánh chín giòn là được. Các bạn nghe thấy không? Cái vỏ bánh của mình nó giòn tan luôn nè. Món bánh samosa này thì ăn cũng khá là ngon, vị cũng khá là lạ. Đặc biệt là phần nhân thịt bò thì có vị mùi của cà ri rất là thơm.
Phần vỏ bánh á, thì nó giòn tan luôn, ăn kèm với lại phần nhân á, thì cũng khá là đậm đà. Ở đây á, thì mình chấm với lại mayonnaise và tương ớt, nhưng mà phần nhân á, thì cũng đã đậm đà rồi, nhiều khi cũng không có cần phải chấm đâu. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu như mà các bạn có thấy thích video này thì nhớ bấm nút thích cũng như là đăng ký kênh. Đừng quên bấm chuông để nhận được nhiều video về nấu ăn hơn nữa trên kênh Bếp Nhà Sẽ Đến Để Đặt Cốp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.